Hello và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Thì ở clip hôm nay mình sẽ thực hiện một siêu thử thách. Đó là chỉ sử dụng cây súng shotgun S12K và chơi chế độ solo squad nhé. Thì cái trò nghịch ngu này là do tự mình nghĩ ra thôi, không có ông nào xúi dại đâu. Rồi, ui, một team gần mình luôn này. Tình thế ép buộc rồi, đâm ra là mình bắt buộc mình cầm QBZ mình tấn công. Ui, làm gì đây? Ô, vãi trưởng thật, vừa đấm ông này một phát luôn. Rồi, vẫn còn bạn nó nữa. Chạy đi đâu? Rồi, chạy đường quận đã bạn. Ồ, vẫn đang còn một tên dưới tầng 1 này. Sao đông vậy? Tầng 2 rồi à? À đâu, vẫn đang tầng 1. Vẫn đang dưới tầng 1 cơ. À đây, bên này. Lại lên tầng 2 rồi, đùa. Khó chịu nha, đây rồi. À, vẫn đang còn lút kìa. Hình như là bạn nói chạy sang hay sao ấy. Rồi, hình như là bot. À, đang cứu này. Này thì cứu trộm này, vẫn đang còn nốc cơ. Team này vẫn đang còn người. Ok. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn chết một cách gọi là không đau đớn nhá. Chết dứt điểm luôn. Đấy. Sướng nha, ưu ái lắm rồi đấy. Ok. Xem nào. À, ông này có shotgun S686 rồi, nhưng mà mình không bắn đâu. Trận này mình sẽ bắn mình S12K thôi. Tại vì mình đang thấy cây này nó có phụ kiện mới ấy. Đâm ra là mình sẽ test luôn. Tên này vẫn đang còn ôm bụng. Và không có một món đồ gì trong người. Ô. Vâng, chỉ là một con bot mà thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái S12K và cái phụ kiện đắc build gì đấy. Phụ kiện mới mình test nó xem nó như thế nào. Không biết là công dụng của cái phụ kiện này nó sẽ có tác dụng gì. Đây có S12K này. Wow, tiếng súng gần luôn. Rồi mình sẽ sang chơi luôn. Lên luôn. Sao mà bắn ai vậy? Nghe hấp dẫn nha. À kia rồi, đang còn đứng kìa. Ui, hai tên luôn à. Ôi, nó vào nhà rồi. Ui. Wow. Đâu vậy? Team này mình đã nốc 2. Đây, tên bạn nó này, đang chạy vào này. Ô. Ô, vậy là clear rồi à? Vậy là cái tên đứng ngoài hàng rào là tên này à? Trời ơi, ba lô ba này. Ui, lắm đồ thế. Vâng, toàn hòm thôi. Tha hồ mà lút. Quá là hấp dẫn luôn. Rồi vứt AK, mình quên mất không biết mình cầm AK làm gì không biết. Để dục luôn nè. Đó. Trời ơi, xem cái mấy ngôi nhà này có không thề. Toàn thấy shotgun S12K thôi. Mình lục hết cái khu bốt cam rồi mà vẫn không tìm thấy cái món phụ kiện cái chốc cho S12K. Không hiểu tại sao trận này sao nó hiếm cái phụ kiện đấy vậy. Mọi khi thì mình gặp rất là nhiều. Wow, tiếng súng sao gắt vậy? Trên đồi trước mặt mình. Mình cần phải tìm cái món nó phụ kiện này trước đã. Tại vì nó có tác dụng, mình nghĩ là nó cũng giống như cái chốc cho những cây shotgun kia thôi. Nó sẽ làm tăng cái hiệu quả sát thương lên. Thôi, không có rồi. Lên mình chơi với lại mấy team này. Mấy team này đang bắn nhau cơ. Ô, một tên gần này. Ủa, bắt hai người đây. À, nhẫn giả này. Làm gì đây? Thành niên núp bụi của năm này. Ui, từ chân gần nữa. Ồ, hình là bạn nói sao ấy. Ui, hai tên luôn. Trời ơi, quá là nhanh gọn. S12K tầm gần thì nó bá đạo rồi. Tức rằng là mấy ông này không có cái phụ kiện... không nhặt cái chốc cho S12K nhỉ. Phụ kiện này chắc là cũng không ai thèm nhặt đâu. Ui, ca sai lần trước mặt. Bây giờ mình sẽ phun nước mình lên mình chơi luôn. Đấy, bắn nhau nãy giờ vẫn chưa kết thúc cơ. Kìa, mình thấy có một tên đang chạy kìa. Nhưng mà tầm xa như thế này thì shotgun không thể nào mà bắn được rồi. Wow, AUG à. Ồ.
Không được rồi, chắc là mình nên té rồi. Cầm sắc ăn không thể nào mà công lên được, bo cũng khép rồi. Bo này mà đóng là cũng hơi đau đấy, nên mình cũng không không nên khô máu làm gì. À đúng rồi, mình sẽ ra đằng cầu đằng kia, mình sẽ canh bọn này luôn. Nhưng mà để mình tấp vào mấy ngôi nhà này xem coi có cái phụ kiện ở đấy không. Mình đang rất cần cái phụ kiện của S12K mà không thấy nhờ, thề sao không hiểu sao trận này nó hiếm vậy. Rồi, mình sẽ lại chỗ đầu cầu đằng kia, mình đợi mấy tên này. Tí nữa có gì mấy tên này cũng chạy qua cầu. Rồi, vẫn chưa thấy ai chạy xuống ta, mấy ông này đang lút đồ à? Đây, mình sẽ đứng ở chỗ này đi, chỗ này ở trong bo rồi. Tí nữa mấy tên kia chạy ngang qua đây, từng tên chạy qua đây thì mình cứ thục một viên thôi. Ủa? Một tên đang bơi kìa, lại bơi à, lại không đi cầu à, không thèm qua cầu cơ, đùa. À đây có xe ô tô rồi này, quăng bom thế, quăng bom cho yếu máu. Tên phát nữa này, không ai qua cầu à, có xe đâu. Ủa, định mệnh tên kia đi xe máy định leo lên thành cầu luôn kìa. À tên kia bơi vào chỗ này rồi, nhanh vậy. Đây đúng không? Khỉ đột này. Rồi, hình như chắc là kia là bạn nó hay sao ấy. Một tên đi xe, một tên lại bơi à. Ông kia sao không qua, đứng ấy chờ ai vậy, thanh niên kìa. Ô vẫn là còn một tên ở dưới nữa. Đây rồi. Không được rồi, không được rồi. Không ổn một chút nào rồi. Đây, nhảy đi đâu. Định mệnh đã ăn một phát vào mồm tí chết. Này đúng là không có cái phụ kiện cái mỏ vịt, đâm ra là cây này nó bắn xa nó hơi yếu. Rồi gạt luôn. Ô hình như là bạn nó bị outside phải lấy zone đấy sao ấy. Cái tên mà ngồi xe máy, đúng rồi. Mình tưởng nó đang còn ngồi đấy đợi bạn cơ, hóa ra là thanh niên chắc là bị rớt mạng hay sao ấy. Có một tên nữa này. Vãi trưởng, tên này đâu ra vậy? Ô đây rồi. Một team nữa rồi. Đây đây, bạn nó ngay dưới luôn. Ui từ từ đã, bình tĩnh. Wow, Groza Silent, hấp dẫn. Gạt bạn mày luôn này. Rồi, đây đúng không? Này, này, từ từ. Ok, vậy là team này clear rồi. Đùa chứ mình lại còn bị tên hướng đằng xa bắn nữa cơ. Wow, cái bo này 11 thằng á. Đùa, đùa nhau à, trời ơi. Bây giờ làm sao để vào bo đây? Wow, bên trái bên phải đều tiếng súng luôn, vãi đái thật. Như này làm sao mình chạy vào bo được? Không được rồi, làm thêm bình nước nữa. Trời ơi, không được, cơ bò khép nhanh thế, không có thời gian để mà uống nước nữa. Ui, định mệnh M24 khu nhà trước mắt luôn. Ba hướng đều có tiếng súng, trái phải ở giữa. Con đường nào cho em đi đây trời ạ. Thốn rồi. Đây đây, một team này, một team này. Bắt buộc phải áp sát team này thôi. Đây, một thằng này. Leo, leo tường này rồi. Ui, bọn team này đông lắm anh em ạ, 3 hay 4 tên cơ. Đây rồi. Wow. Khó rồi, ô đây này. Ui, team này 4 thằng. Không sao rồi, khó rồi, khó rồi. Thôi thôi, gãy gãy gãy. Lại còn bị trên đồi bắn nữa. Thôi thôi, thôi gãy gãy gãy. Rồi rồi rồi. Làm gì đây? À, không chết, không chết này rồi. Combo S12K mà. Cây này hết đạn thì rút cây kia. Bây giờ khó rồi đây. Bốn tên hình như là đang còn hai team nữa hay sao ấy. Team bên trái mình và team bên đằng kia. Ôi, một tên công lại gần rồi anh em ơi, thôi xong thôi rồi. Rồi chạy. Úi từ từ, định bệnh ăn một phát vào đầu luôn chứ. Công Phượng, không được rồi. Mẹ khó thế, đùa. Tình thế ép buộc thật sự, đã cố gắng lắm rồi mà không thể nào mà chạy sau được hòn đá, núp. Chắc có lẽ là mình sẽ thực hiện lại thử thách này một lần nữa, cố gắng đạt được top 1.
Và ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.